Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động hưởng ứng kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Với sự bùng phát trở lại của đại dịch, đặc biệt là tại một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc khiến hàng trăm ngàn người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội. Lực lượng ở tuyến đầu đang phải dốc sức ngày đêm đối mặt với khó khăn nguy hiểm và thiếu hụt các trang thiết bị, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Yên Bái nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, tham gia đóng góp, ủng hộ để nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh. Hưởng ứng lễ phát động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự đã đóng góp kinh phí hỗ trợ cùng cả nước chung tay làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Từ đó huy động các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.